Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để giới thiệu cho anh em về con chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, từ lúc nó đi đẻ đến lúc mà mình có thể bán được thì là bao nhiêu ngày. Thì trước tiên thì mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem những cái cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại của mình là đang vào đẻ hết rồi. Thì trứng của nó thì mình đã cho vào máy ấp trứng ấp hết rồi anh em nhé. Ở trại mình là nuôi theo hình thức công nghiệp hiện đại của Thái Lan nên mình đã mua máy ấp trứng về cho nó ấp. Còn khi nào nó nở thì mình đem ra cho những cặp chim bố mẹ này nuôi thôi. Và cái chồng chim này nó có một ưu điểm phải nói là hết sức là ưu việt. Đó là khi mà mình cho vào máy ấp trứng nó nở ra thì mình bỏ vào đâu bố mẹ nó cũng nuôi cả, nuôi rất là tốt luôn. Thì đây là những cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt đã vào đẻ. Thì lát nữa thì mình sẽ cho trứng bắt đầu lúc mà con chim bồ câu nó đẻ thì từ 1 ngày tuổi đến 25 ngày đến khi chim nó xuất bán cho mọi người xem để cho nó một cái nhìn khái quát nhá. Thì đây là con chim nó đã đẻ quả trứng. Thì mình tính là ngày đầu tiên anh em nhé. Ngày đầu tiên là nó đẻ một quả trứng này. Thì chim bồ câu nó có một cái là từ 1 đến 2 ngày thì nó sẽ đẻ hết cái chu kỳ trong vòng một đợt đẻ của nó thì nó đẻ 2 quả. Thì đây ngày đầu tiên đẻ một quả này. Rồi, ngày sang mình tính sang ngày thứ hai nó đẻ 2 quả trứng nhá. Thì chim bồ câu anh em phải nắm rõ một cái, nó là chim bồ câu một lần sinh sản của nó là đẻ 2 quả trứng anh em ạ. Và cũng hiếm lắm thì có đẻ một lần 3 quả. Thì đây là ngày số 17 anh em nhá. Ngày thứ 17 là chim bắt đầu là nứt, bắt đầu là chuẩn bị nở rồi đấy. Thì đây anh em có thấy một cái vết nứt nhỏ nhỏ ở trên quả trứng này để chuẩn bị nở rồi đấy. Rồi, ngày đầu tiên quả trứng kể từ khi 17 ngày trôi qua thì đây là tính ngày đầu tiên con chim bồ câu con nó nở anh em ạ. Chim thì có con nở trước nở sau anh em nhé. Thì tính ngày mình tính trung bình 17 ngày. Trong ngày thứ 17 là chim nó sẽ nở ra hết như thế này. Anh em có thể thấy là cực kỳ là xinh xắn và dễ thương luôn. Và chim bồ câu mà lúc nó nở ra là mắt của nó vẫn chưa có mở được anh em ạ. Và nhìn nó dễ thương lắm. Lông của nó nhìn nó màu vàng và nhìn nó rất là thú vị. Và bây giờ là ngày thứ 3 anh em ạ. Anh em có thể thấy là lông của nó là bắt đầu nó dài hơn một tí. Và bố mẹ của nó đã nuôi nó bằng sữa diều anh em ạ. Sữa diều, và anh em có thể thấy là phải để cái diều của nó rất là to. Và những cặp bồ câu này là mình ghép ngẫu nhiên nhé, từ trong máy ấp trứng ra đây để cho bố mẹ nuôi. Bố mẹ nó cũng rất là bảo vệ con này. Đấy là bố mẹ nó sẽ nuôi nó bằng sữa diều anh em nhé. Tại vì nhiều anh em hỏi mình là không biết là bồ câu bố mẹ nuôi cho con bằng cái gì. Thì nó nuôi bằng sữa diều. Và cũng có những anh em mà mình để ý là có nhiều người nuôi mà mớm thức ăn cho bồ câu á, nhưng mà nó không hiệu quả đâu anh em ạ. Bố mẹ nuôi nó vẫn là tốt nhất. Tại vì cái sữa diều của nó tiết ra những cái chất enzyme ở trong nó mới tốt. Ngày 4 đến ngày 5 đi là nó cũng đã to rất là nhiều rồi. Và bố mẹ nó nuôi bằng sữa diều đây anh em nhé, cho nó ăn này. Và ngày 8 em có thể thấy là lông của nó là bắt đầu là mọc lông ống, mình hay gọi là lông ống nó ra rồi đó. Đấy là mình bắt để bố mẹ để cho anh em xem. Và nhờ anh em có để ý cái diều của nó rất là to anh em ạ. Bố mẹ đã nuôi nó bằng sữa diều. Đây anh em có thể thấy là mới có vài ngày thôi mà nó đã khủng khiếp như này. Thì cái dòng chim bồ câu của trại của mình là chuyên về bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em. Cái dòng hot nhất hiện nay. Và ở cái khu vực phía nam này thì hầu như là chỉ có trại của mình cung cấp giống bồ câu Titan Thái siêu thịt thôi. Tại vì không phải trại nào cũng thể sang bên Thái Lan mà lấy giống về được. Nên là trại mình chuyên cung cấp bồ câu Titan Thái siêu thịt. Và nhìn chung là mình ở trại mình cung cấp cho cả nước luôn anh em ạ. Anh em là có nhu cầu thì cứ alo mình. Đến ngày thứ 9 anh em có thể thấy này, nó bắt đầu chân của nó bắt đầu gồng lên để chuẩn bị mai mốt nó tập đi trước anh em ạ. Bây giờ thì nó chưa biết đi đâu nhá,
lông của nó thì bắt đầu dài ra rồi. Và diều của nó thì lúc nào cũng căng như vậy. Tại vì chim bố mẹ là không bao giờ để chim con của mình đói anh em nhé. Nên là có nhiều con chim bố mẹ nuôi con đến kiệt sức và chết luôn á. Có những con bố mẹ nó như vậy nhá anh em. Rồi, anh em có thể ngày thứ 10 đây. Bắt đầu lông nó dài nhanh lắm anh em nhá. Anh em xem video thì anh em có thể thấy nó rõ ràng là lông của nó dài rất là nhanh. Có thể là 1-2 ngày thôi nhưng mà chim của nó, đối với những con chim con á, lông của nó cũng rất là dài. Ở cái thời điểm này nhìn trông nó rất là đen tại vì cái màu lông của nó anh em ạ. Rồi. Đây là mình cho lên ngày thứ 15 luôn để cho anh em xem. Ngày thứ 15 là hầu như là toàn bộ con chim bồ câu con thì nó đã mọc lông hết rồi anh em ạ. Mình nhìn ngoài thôi nhưng mà ở dưới lông ở dưới cánh anh em là nó vẫn còn còn chưa mọc hết nhá. Đấy, chim bồ câu anh em có thể thấy này. Đây mình bắt lên cho anh em xem luôn. Mặc dù mới có 15 ngày tuổi nhưng mà nhìn nó rất là cứng cáp anh em ạ. Đây không hổ danh là dòng Titan Thái siêu thịt. Đấy. Ngày thứ 15, 16 là nó chim bồ câu là nó đạt trọng lượng tầm khoảng 3 lạng rồi anh em nhé. Đến ngày thứ 15 là mình nuôi cái trọng lượng của nó là cũng phải là khá nặng rồi. Tại vì ở trại mình tính là cứ đến ngày thứ 25 á, 25 là chim của mình là tầm đạt khoảng gần 5 lạng rồi anh em ạ. Nhưng mà chắc chắn một điều là nuôi 30 ngày là chim Titan Thái siêu thịt là phải trên 5 lạng hết. Tại vì những cái nhà hàng hiện nay á thì họ rất là chuộng bồ câu Titan Thái siêu thịt. Tại vì cái cân nặng của nó nặng hơn những cái loại bồ câu khác rất là nhiều. Và đặc biệt là nhỉnh hơn bồ câu Mimat hoặc là bồ câu ta anh em ạ. Và anh em để ý một chút ở thời điểm này này. Cái thời điểm mà chim bồ câu nó như này này. Nó đang cần một cái lượng lớn chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể của nó. Nên anh em nuôi anh em cũng để ý là cho bố mẹ của nó ăn nhiều thêm một chút. Ví dụ như là một ngày mình cho nó ăn 2 lần đi thì thay vì 2 lần đó mình cho ăn bình thường như mọi hôm thì bây giờ mình cho ăn thêm một chút, nhiều hơn một chút. Và đặc biệt là anh em phải cho nó để ý kỹ một chút, đó là cái không khí, cái nguồn không khí nó phải ấm áp, đừng có để lạnh quá anh em nhé. Chứ để lạnh quá là chim bồ câu của mình nó cũng chậm phát triển đấy. Bây giờ là 25 ngày. Chim bồ câu 25 ngày anh em để ý một chút, đó là hầu như tất cả lông của nó là nó đã hoàn thiện rồi anh em ạ. Và nó đã đứng được rồi nhá. Nó đứng và nó cũng có nhiều con nó có thể nhảy lên được rồi đấy. Đấy anh em có thể thấy này. Hầu như là ở cái thời điểm 25 đến 30 ngày á, là chim bồ câu là mọi người đã có thể là mang đem thịt rồi đấy. Mình đã có thể bắt để bán được rồi. Chứ mình đừng có nuôi nó lâu quá. Đây là cặp chim bồ câu bố mẹ anh em nhé. Mình bắt cặp đó. Mình bắt cặp sẵn ra rồi. Thì anh em có thể thấy này. Cái cườm của nó anh em để ý một chút là những cặp bồ câu vào đẻ ấy, thì cái cườm của nó rất là sẫm này. Rất là sẫm. Và mình đã phân biệt chống mái là chuẩn 100% rồi đấy anh em ạ. Bây giờ là chỉ có thể là vào đẻ thôi. Đây là cặp bố mẹ đấy. Bây giờ mình đi một vòng để giới thiệu anh em xem luôn. Thì vừa rồi thì anh em cũng có một cái nhìn đầy đủ hơn về chim bồ câu từ lúc mà nó đẻ quả trứng ra đến lúc mà mình có thể đem bán. Thì nó nằm trong vòng khoảng 25 ngày anh em nhé. 25 ngày là mình có thể đem thịt được rồi. Anh em đừng có để lâu. Tại vì khi mà để lâu là cái xương của con chim bồ câu nó đã cứng ấy. Thì những cái nhà hàng nó không có chuộng. Tại vì chim bồ câu mà khi mà ra ràng là người ta chế biến thì có nhiều những cái món ví dụ là người ta băm á. Thì những cái xương mà nó cứng rồi thì người ta không thích. Với lại có một điều đó là chim bồ câu nó lớn quá thì nó biết ăn á, thì nó ăn cám. Thì nó ăn tự nó ăn cám á, thì nó chim nó hôi. Chim nó hôi thì người ta không có thích.
thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày là anh em bán được rồi. Riêng ở trại của mình là mình nuôi chuẩn 25 ngày là mình đã có thể xuất được rồi, chứ mình không có nuôi quá. Thì vì chim của mình lúc đó là hầu như là đàn 5 lạng hết rồi anh em ạ. 30 ngày là chắc chắn là phải trên 5 lạng rồi. Anh em có thể thấy là ở trại mình chim vào câu tin ăn thái siêu thịt nó hoành tráng không? Tất cả những cái này là cặp chim bố mẹ là siêu đẻ anh em ạ. Đây là những cặp ưu tú nhất đấy.